Chào anh em và các bạn xem video nhé. Vợ mình vừa ra thăm cái vườn Thanh Hà. Cái vườn đấy mình gọi là vườn hoang, bởi mình trồng được 3 năm nhưng mình chẳng để ý, khi nào vải được thu mình mới làm. Thì vợ mình có gửi Zalo về là vải Thanh Hà chín rồi. Bây giờ ba bố con ra thăm như nào? Nào, con chuẩn bị đi. Có, mẹ gửi Zalo vừa nãy đấy. Nào đi. Đi 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 đi. Ba bố con ra thăm vườn. Vừa đi vừa bố vừa quay vải. Lúc đấy mình mới trồng á. Ừ. Mình trồng được từ năm 16 chứ con. À, cái sạt vải hôm nay mình đi bán về, có đi nhanh một chút. Cái sạt vải hôm nay mình đi bán thì 7 giờ 5 phút mình đi bán. Thì ra đến đấy mất 20 phút. Chỉ có 5 phút thôi, ra đến ngay chỉ bán sẵn cái hồ rồi. Thì vải mình trồng lại xanh, xấu, không được đẹp. À, người ta đẹp thì quanh cái hồ hôm nay bán được 25. Còn trên Thủy Điền, còn trên Thủy Điền hoặc là ở dưới Kim hoặc những cái chợ khác thì mình không biết thế nào. Vải mình xấu cho nên là anh đi thăm bạn về anh. Vải mình xấu cho nên mình chỉ đấy 20 thôi. Mình bảo lúc 20 bán, họ lấy luôn. Và bán được một được 86 cân, được 1.720.000. Về đến nhà là mấy có 7 giờ 25 phút. Bán một chuyến vừa đi vừa về đúng 20 phút. Chẳng bù cho năm ngoái. Bán một chuyến xuống Kim, lượn lên lượn xuống, mỗi gió tắm mưa. Đi ra rồi nha con nha. Chạy đi đâu vậy anh? Đi đi con. Gọi gió tắm mưa, đi rầm rè. Bán 80 cân được 240.000. Mua một con vịt 180 về ăn. Con nào? Năm ngoái. Năm ngoái bố để mua con vịt 180. Thôi được, con quên được kệ bố để buồn nói. Đổ 60.000 tiền xăng. Hết nhãn tiền. Đúng rồi, lúc bố tưởng đi nhanh một tí con. Ăn cái gì thì ăn nhỉ? Được rồi. Bố mua thì nóng nhất luôn. Đúng rồi. Còn hôm nay thì mình đi có 20 phút thôi. Đi chưa dán chợ mới ra ủy ban xã cái hồ mà đã bán được 20.000. Vậy là vải mình không lại xấu đấy. Vậy năm nay chúng ta có thể là vải giá năm nay là gấp 7-8 lần năm ngoái. Nhưng mà anh nhờ bán lại nhanh nhẹn, rất là thoải mái, dễ chịu. Mình rất là vui. Nếu năm nay giá cả vải thiều cũng được như vậy thì lại xấu nhân dân Lục Ngạn mình đỡ. Tuy rằng mất mùa nhưng giá cả nó được, còn không là được mùa nhưng giá. Vậy đằng nào mình cũng phải đầu tư mà. Vải càng được mua mình càng phải đầu tư để vải mình nó càng đẹp, bán giá. Thì qua đây chúng ta thấy vải năm nay xấu nhất, xấu kinh khủng, giá bằng đẹp tuyệt vời năm ngoái. Cho nên mình cũng làm vải đẹp được. Tuy nhiên là mình giỏi làm vải ra quả và hoa thôi, mình nhiều, rất nhiều. Tôi cứ lấy cái sản lượng là chính đã. Đây mình đã ra đến cái vườn vải nhà mình rồi. Vải đỏ chót luôn, nhưng mà cây còn nhỏ quá. Vải nhỏ quá đúng không? Mấy vườn này vườn mình gọi là vườn hoang con ạ, có ai làm đâu. Rồi ba bố con ra quay một tí cây vải chín đỏ au rồi. Con quay được không? Đây 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 con đây. Ăn được con ạ. Vải mình có phun nước sâu gì đâu. Vải mình để gì? Được được được, đây vải. Thèm hai ăn đi. Vải mình có phun nước sâu đâu. Vải Thanh Hà đây, chín đỏ au rồi. Cái vườn này mình gọi là vườn hoang. Chẳng chăm sóc, chẳng gì cả, trồng được 3 năm. Những tình hình năm nay là vải khá to rồi. Thôi mấy quả này, nhà mình không thích ăn Thanh Hà đâu. Thanh Hà ăn nó không ngon, như Trung Quốc họ thích mua. Mà bây giờ đã có ai cân Thanh Hà đâu. Ngon quá hả? Mình chẳng làm gì cả. Nhưng mà cái bây giờ cũng bắt đầu được thu rồi. Thì qua đợt hái hết quả này đi. Mang bán, ai mua thì mua. Bán được bao nhiêu thì bán, ai mua thì mua. Xong phun đi thuốc cỏ, rồi bón NPK chất lượng cao vào để sang năm nó ra. Năm nay được 3 năm, trồng được năm 16. Được hơn 3 năm rồi. Trồng được tháng 4 năm 16. 3 năm gần gọi là 3 năm mấy ngày ấy. Thì năm nay bón NPK vào để sang năm nó có quả. Bỏ làm chín đỏ lắm các bạn, bên chợ có ai mua chưa chứ.
Thành Hà bây giờ chưa có ai mua đâu, đang có người bán. U hồng đang là U hồng thì hôm nay mình ra ngoài ủy ban khu Vĩ Hồ thì bắt đầu người ta mua rộ nhé. Hôm qua bắt đầu có mua nhiều thì hôm nay bắt đầu mua rộ, còn Thanh Hà này chắc chưa có ai mua. Bữa hai bán cho ai? Và cái vải chúng ta làm vải cho biết rồi, chúng ta không chăm sóc, không phun thuốc sâu, không gì thì nó lại chín rất nhanh. Tuy nhiên chất lượng nó không ngon được. Cho người ta gọi là không phun là phải sạch, nhưng mình nghĩ không phải như vậy. Chúng ta phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật làm sao cho nó hợp lý thôi. Không phun không gì thì chất lượng dinh dưỡng nó kém, ăn nó chát, nó không ngon. Còn phải phun nhưng mình phải sử dụng thời gian cách ly làm sao cho hợp lý. Ví dụ 15 ngày mới bán chẳng hạn, theo tiêu chuẩn của nhà nước quy định. Thấy nhá, vải cho nhà đã chín đỏ, ăn được, tốt. Chín đỏ hết rồi, các bạn nhìn này, đỏ au rồi. Đây là những cái vải mình không chăm sóc mới thế nha. Còn vải các bạn thì không thế nào. Thôi, video mình hơn 6 phút rồi. Mình sẽ thường xuyên cập nhật các loại vải. Phải tính trong các loại vải trong nhà mình bây giờ gần như huyện Lục Ngạn là mình gần có hết. Có hai loại vải tàu. Tháng 3, u hồng, vải thiều, vải Thanh Hà mình đều có. Nhưng tập trung trọng điểm của mình là vải thiều. Cho nên mình ít khi cập nhật các loại vải khác. Nhưng thỉnh thoảng mình vẫn đưa lên một số hình ảnh vải. Còn u thâm, u trứng, u dây thì mình không có. Tám loại vườn mình có nhiều loại vải. Và vải tháng 3 mình đã ăn cách đây một tháng rồi. Đúng là 26 tháng 4 mình đã ăn rồi. Đến bây giờ tháng 3 đã hết. Vẫn còn một ít. Đắc đắc. Thì lại sang u hồng. U hồng lại đến Thanh Hà. Thanh Hà ăn vải thiều. Xong đến vải tàu là cuối cùng. Tiếp theo là nhãn. Rồi chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Nếu thấy video của mình có hữu ích, các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình để mình thường xuyên làm những video mới. Và các bạn đăng ký kênh cũng nhận những video mới của mình. Mình sẽ đưa ra một số những dự đoán, phương pháp cách làm. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Thì như chúng ta biết, chuẩn bị là có một đợt mưa mới nhé. Cho nên hôm nay ai mà phun được thuốc sâu, phúc bệnh thì nên phun hôm nay. Ngày mai lại có đợt mưa mới đến tận tháng 6 cơ. Cho như sáng nay mình đã chia sẻ cái video mà chiều nay mình sẽ phun sâu và canxi ấy. Tuy nhiên trước khi phun thuốc, các bạn chú ý chăm sóc, tưới tắm cho đầy đủ để hạn chế khô hỏng vải. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Con ơi! Thôi về đi! Thôi bố ra quay một chút thôi. Con ơi, con bẻ ít vải về ăn đi con. Bẻ ít vải nha, bây giờ bố về đi nha. Xong bố về bố đi tưới nước để chiều phun thuốc sâu.